雪碧邀您收看《倚天屠龙记》，新年好戏不断，雪碧与你相伴，透心凉，可释放。新年刷屏更酷爽。雪碧邀您收看腾讯视频酷爽剧场。Trước lúc Đại Hiệp Bắc Kinh tử trận thì chiến đấu tại Thành Tương Dương đã sử dụng huyền quang của Đại Hiệp Xương Quá để rèn nên thanh kiếm chủ nhân của Ỷ Thiên Kiếm và Đồ Long Đao, hai vũ khí thần kỳ. Kể từ đó, giới võ lâm đều mong muốn được sở hữu hai món vũ khí đó đã có đổ máu. Kim Mao Sư Vương của Minh Giáo sở hữu Đồ Long Đao, nhưng sư huynh của ông ta là Thành Côn cũng muốn có được nó, đã vu oan cho Tạ Tốn giết chết hàng trăm đồ đệ cương trực của Lục Phái, khiến cả hai mắt của Tạ Tốn trở nên mù loà. May mắn thay, đồ đệ thứ năm của Võ Đàng, Trương Thúy Sơn đã cứu Tạ Tốn, đưa người yêu của mình là Ân Tố Tố trốn thoát khỏi những người của Võ Lâm, lưu vong trên Băng Hỏa Đảo, sinh được một người con trai tên Trương Vô Kỵ. Ỷ Thiên Đồ Long Ký phần 1 Cửu Dương Thần Công do TV2.org thực hiện thuyết minh. Vũ khí để lại của thế giới võ thuật Đồ Long Đao thống trị thế giới, không một ai dám thách thức nó, ai dám chiến đấu để đạt được nó. Tương truyền rằng ai có được hai món vũ khí này sẽ ẩn giấu một bí mật to lớn, ai sở hữu được nó sẽ trở thành thủ lĩnh của giới võ lâm. Cha mẹ rất tinh thông, hai người không nghĩ ra bí mật đó sao? Bí mật này không một ai có thể biết, nếu không sẽ xảy ra đại họa trong giới võ lâm. Còn chúng ta đã lớn rồi, đến lúc phải đưa nó trở lại trung nguyên thôi. Đại ca, Vô Kỵ đã 15 tuổi rồi, sắp tới mừng thọ sư phụ của đệ Trương Tam Phong, để muốn đưa Vô Kỵ trở lại võ đàng. Sau cùng thì Vô Kỵ từ khi sinh ra cho đến nay chưa bao giờ đặt chân ra khỏi Băng Hỏa Đảo này, chưa bao giờ gặp được bất kỳ ai khác. Đệ nghĩ như vậy sẽ tốt hơn cho việc trưởng thành của nó. Tiểu đệ, giới võ lâm biết về mối quan hệ của chúng ta, hãy cẩn thận. Ngày trở lại núi Võ Đang, đưa Vô Kỵ đi quả là ý kiến không tồi. Nó đã luôn phải ở trên Băng Hỏa Đảo, thật không công bằng với nó. Mẹ, mẹ tỉnh lại đi, đừng khóc. Mẹ muội vì sao bị như vậy? Mẹ muội bị ngất xỉu, không thể đánh thức dậy. Mẹ ơi, mẹ, ta cho mượn cái này. Đây này, cảm ơn huynh.
Mẹ, mẹ mau tỉnh lại đi. Mẹ tỉnh rồi. Nội thương của cô rất nghiêm trọng. Dậy nào. Cẩn thận. Mẹ ơi, đi thôi. Đi thôi, đi cùng tỷ tỷ nào. Đi đâu ạ? Mẹ ơi, mẹ, đi thôi. Mẹ, mẹ ơi. Mẹ ơi, diệt tuyệt. Sư phụ là Trương Thúy Sơn và Ân Tố Tố, con đã lấy công chuộc tội, đã tha thứ cho con. Cảm ơn thầy, sư phụ sẽ chăm sóc tốt cho chị Nhược. Hãy yên tâm lên đường. Núi Võ Đang. Đệ tử Trương Tam Phong, hôm nay là sinh thần lần thứ 100 của đệ tử. Xin hãy bảo vệ đệ tử tránh xa khỏi cảnh chém giết. Mẹ, sao đột nhiên có nhiều người đến núi Võ Đang tìm cha như vậy? Họ muốn bàn việc với cha con chỉ là cái cớ thôi. Tôi sao muốn lấy đồ long đao của nghĩa phụ con? Chào mừng tất cả các vị huynh đài ở đây. Hoan nghênh, hoan nghênh. Hôm nay có nhiều người tới Võ Đang như vậy, đến mừng thọ Trương Tam Phong của ta sao? Của ta quá. Như vậy, các hạ đã đến rồi, hẳn là đã đói lắm rồi. Hãy dùng bữa tại Võ Đang, cho cùng bàn chuyện với nhau. Ông sợ đúng không? Sợ phải nói cho Trương Thúy Sơn rằng Tạ Tốn đang ở đâu đúng không? Nói mau lên. Tạ Tốn bị vu oan, thành công mới là thủ phạm. Các người là muốn trả thù, thực tế là muốn cướp đồ long đao. Tạ Tốn và Ân Tố Tố của ma giáo, người đã âm mưu với chúng, hủy đi danh dự của lục đại phái. Hôm nay chúng ta ban cho người một cơ hội để ăn năn hối cải. Chỉ cần người nói ra nơi ở của Tạ Tốn, cắt đứt quan hệ với ma nữ đó, coi như chúng ta tha thứ cho người. Và người không xứng đáng để tự xưng là danh môn chính phái. Thúy Sơn, giọng của con không cần phải lớn tiếng như vậy. Trương Tam Phong, ông thực sự muốn bảo vệ Trương Thúy Sơn. Vũ lực là không nên. Diệt tuyệt, ta đã chứng kiến cô trưởng thành. Ta hiểu con người của cô. Hôm nay ta đã 100 tuổi. Nhìn ta này, đừng có bướng mình như vậy. Tuy nhiên, nếu các người không chịu lắng nghe thì sao? Ta nhấn mạnh rằng chống lại ta, ta sẽ sẵn sàng nghênh chiến. Ai vậy? Đi theo chúng ta. Bố kỳ, nhanh lên. Mẹ. Mẹ, đi mau. Hmm.
眼光探究。师弟，师弟，放咗我师弟先。望睇师弟个胆沙。如果唔系，你要哭，我就拎咗个头落嚟。我记。师弟，师兄，走。哎，郑师傅，乱来寡，我记。我记。你哋呢班名门正派啊！我记。佢哋两个中咗元光神掌。师傅，我唔想再见佢好多。我唔想再见佢好多。你俾佢一个面对啦。我以前对我教父之恩，师傅已经饶恕con，我冇意外。我不能够填补được công恩của thầy。我只求师傅可以给我一个恩惠，帮我照顾好叔叔，还要照顾好多多，同埋无忌。无忌。师父，我将军神，张腿神，今日正式正式入去võ đạo，边个要揾我二兄姐先报仇？结nghĩa tạ tốt của ta nào？你呢？所有师兄弟，唔系咁样。冇分，仲未生到。师父，崔生，崔生，师
tao ra. Cha. Cha, thấy sợ. Thầy Sơn, cha, cha, sau này nhớ sống tốt. Đừng trả thù cho ta. Ỷ Thiên Kiếm, nếu nó vẫn nằm trong tay một người như cô, sẽ còn rất nhiều người vô tội trở thành nạn nhân. Hôm nay ta nể mặt nữ hiệu Quát Tường, sư phụ của cô. Để cho cô đi. Cút. Mà tôi cắt hốc rồi. Sư phụ, vết thương của Vô Kỵ sao rồi ạ? Tiếc rằng ta mới chỉ luyện đến 70-80 phần của Cửu Dương Quyền. Ngày đó ta đang giúp sư phụ của mình ở Thiếu Lâm sao chép một quyển sách Nhập Lăng Kinh. Cuốn sách là tâm pháp của Cửu Dương Quyền. Thiếu Lâm tự nói chúng ta đã ăn cắp. Chúng ta bị coi là kẻ phản bội sẽ bị đuổi ra khỏi Thiếu Lâm tự. Trước khi sư phụ của ta mất, bắt tin được thuyết minh độc quyền bởi TV2 ORG không thể học Nhập Lăng Kinh. Chỉ có chủ nhân của Cửu Dương Quyền mới có thể cứu được Vô Kỵ. Vậy còn về cuốn sách của Thiếu Lâm, ta sẽ cân nhắc. Vô Kỵ, đây là Tàng Kinh Các, không ai có thể vào đây. Con có thể cùng mẹ mình dưỡng thương tại đây. Vâng, xem qua thánh thư, trong khi dọn dẹp nơi này.
Sau khi chuông reo, hãy đến nhà ăn. Sư phụ. Sư phụ nói, đệ tử Võ Đăng không thể nhìn thấy mọi thứ. Nhưng con không phải đệ tử Võ Đăng. Không có chỗ ngồi sao? Lại đây. Lại đây. Ngồi đi, ngồi đi. Đồ vô dụng, quý sức của sư phụ vào ngươi. Vẫn không biết xấu hổ mà đến đây. Nếu ta là ngươi, ta đã biến xa khỏi đây rồi. Tìm một cái hàng phải chết đi. Không dám ra ngoài vì bẽ mặt. Ngươi là ai? Ta. Ta là ông nội ngươi. Cô Kỵ. Lại đây. Đừng gây sự với tiền bối. Phải trong thôi. Ngươi và mẹ ngươi nên biến khỏi đây càng xa càng tốt. Đừng có ăn cơm của Võ Đăng. Về ma giáo của mẹ ngươi đi. Bà ta là một ma nữ. Ngươi là con của ma nữ. Ngươi có thể xúc phạm ta, nhưng mẹ ta thì không được. Ngươi ăn đòn à? Tôi đánh nữa, đánh nó đi. Cô Kỵ. Đừng đánh nữa. Mẹ. Đừng đánh nữa bà. Thất thua quyền. Mẹ, đi thôi. Sư huynh, không sao chứ? Sư phụ. Có chuyện xảy ra với Vô Kỵ. Chết rồi lại phát tác à? Không ạ. Nó đang ở nhà ăn, làm bị thương tất cả đệ tử, bao gồm cả Thanh Thư. Nó sử dụng công phu của Tạ Tốn. Đi. Cô Kỵ. Con đây. Mẹ. Mẹ lo rằng mẹ không thể cùng con trở lại băng hỏa đảo. Không, mẹ chắc chắn sẽ cùng con quay trở về mà. Con nhớ. Đưa lại cuốn sách cho nghĩa phụ của con. Với trí thông minh của ông ấy, nhất định có thể lĩnh hội được. Và cũng có thể giúp lại bỏ độc tố ra khỏi cơ thể của con. Con sẽ luyện tập công phu. Nhất định sẽ trả thù cho cha và mẹ. Đừng nghĩ đến việc trả thù. Trả thù không giải quyết được vấn đề. Con hãy nhớ, mọi người thường nói yêu ma ngoại đạo chưa chắc chính là được coi là danh môn chính phái, đều có những tiểu nhân bỉ ổi. Con phải nhìn rõ. Con phải ghi nhớ. Mẹ,
Mẹ. Trương Vô Kỵ tự mình trở lại băng hỏa đảo. Dưới sự chỉ dạy của Tạ Tốn, phát hiện rằng khoảng cách mỗi dòng chữ trong Lăng Già Kinh viết đầy khẩu quyết của Cửu Dương Quyền. Vô Kỵ luyện được 6 tháng thì chất độc biến mất. Nhưng Cửu Dương Quyền nội lực thâm hậu, cậu bé luyện tập trong 16 năm, sức mạnh cũng đã cải thiện rất nhiều. Cậu quyết định trở về Trung Nguyên tìm lại công bằng cho cha mẹ mình. Thời điểm đó, ngũ đại phái cùng nhau tề tụ tại võ đàng đi tìm khu phụ Trương Thúy Sơn, chúng ta yêu cầu hắn giao nộp người, hắn không đồng ý, tự tự sát. Tôi còn ân Tố Tố, à thì lại càng kỳ quái, nói rằng muốn cùng chúng ta về Hoa Sơn, đồng thời làm thê tử của chúng ta. Ta nghe xong thì đáng, thế gian này có những nữ nhân, hắn đáng xấu hổ, sao đáng tự sát. Vậy lần này tới đại pháp vương của ma giáo Phong Minh Tả Hữu Sứ chắc chắn phải quỳ lại các người. Để đó là chắc chắn. Để chúng không quy phục, ta sẽ không tha cho chúng. Kẻ nào? Là kẻ nào? Kẻ nào dám đánh lén ta? Có biết ta là ai không? Ra mặt đi. Chúng ta là võ đang ngũ hiệp, còn có thiên kim đại bằng vương. Đã các người món trứng rán như vậy là đủ rồi. Tiểu mội mội, cô có phải là người của Minh Giáo không? Ta sẽ bắt người quy phục và phải cầu xin được tha thứ. Minh Giáo Quang Minh Tả Sứ Dương Tiêu, người ngồi thấp nhất, nhỏ nhất, vô dụng nhất. Là người không đủ giỏi sao? Đuổi được ta tức là con người có bản lĩnh. Đuổi theo. Đứng lại. Anh là ai? Sao tự nhiên lại giúp muội? Cùng đồng Minh Giáo, tại sao lại phải hấp tấp như vậy? Để biết rõ không thể đánh lại chúng, vậy mà vẫn tìm rắc rối. Ai bảo họ dám nói xấu ân cô nương? Ân cô nương tuy chết rồi, nhưng bọn chúng đắc điều, vậy là không được. Cô là Dương Tiêu, người của Quang Minh Hữu Sứ à? Đúng vậy, là người dưới trướng ông ấy, nhỏ nhất, vô dụng nhất. Mau quay về Quang Minh Đỉnh đi, gặp lại Lục Đại Băng Chủ, chắc chắn sẽ bắt và tra khảo muội. Bởi vẫn còn việc phải làm, không thể về được. Có chuyện gì vậy? Muội nhận ra huynh thật là kỳ lạ. Mình nghĩ rằng huynh giúp muội là huynh có thể hỏi bất cứ điều gì đúng không? Mình vẫn còn chưa biết tên của huynh. Ta tên Tăng A Ngưu, còn muội với tên Tiểu Chiêu.
Huynh đã giúp muội nên muội tặng kẹo cho huynh này. Đa tạ. Loại người nào mà có thể khiến nhị lão làm bảo tiêu được nhỉ? A Ngư, con sẽ gặp lại. Ngươi đã phụng sự cha ta 10 năm, hứa rằng sẽ đem về cho cha ta ỷ thiên kiếm và đồ long đao nhất thống võ lâm, tiêu diệt tất cả kẻ thù của triều đình. Gan của cô nương cũng không nhỏ, mấy năm nay mà ta làm hại vô số cao thủ, bên dưới toàn là cao thủ. Đi thôi, thu phục lục đại môn phái. Thế lại là huynh nữa, lần này bao vây Quang Minh đỉnh, bần tăng đã dành 3 năm lên chiến lược. Minh giáo là phản tộc lớn nhất của triều đình, bần tăng đã châm ngòi lục đại tông phái chém giết lẫn nhau, rồi thừa cơ tiêu diệt chúng, đại sự ắt thành. Tôi đã làm nội ứng ở Thiếu Lâm được 10 năm, trộm được bí kíp ghi chép 72 tuyệt kỹ, luyện thành kim cương bất hoại thành thần công. Bần tăng sẽ cố gắng hết sức làm gì? Muốn là chiến thắng. Bần tăng đã rõ, biết là tốt. Cút. Nghe thấy chưa? Đúng rồi đấy. Bắt sống chúng. Đại hạt tăng A Ngủ, đại hạt mạnh lên. Tiểu tử này, nội công rất hàm hậu. Thế hiệp không biết là người của Minh giáo hay là nhân tài của lục đại tông phái đây. Hóa ra hàng chục năm qua trốn võ lâm tranh đấu không ngừng, để sao có người tạo ra. Quận chúa, không thể để tiểu tử này sống được. Tất cả ra ngoài. Vâng. Thế hiệp này sẽ không làm hại ta. Sao ngươi biết là ta sẽ giúp đỡ nhân tình bé nhỏ của ngươi mà không bỏ mặc nàng ấy bị một trưởng đánh chết? Cô không phải là người xấu. Xấu hay không, không đến lượt ngươi nói. Giờ thì chạy trốn với nhân tình bé nhỏ của ngươi đi. Nàng ta đã trúng huyền minh thần trưởng rồi. Tận hưởng những khoảnh khắc cuối cùng đi. Đuổi theo. Đừng đuổi theo. Quận chúa, người này võ công cao cường, hắn có thể làm hỏng kế hoạch của chúng ta. Ông có thể giết hắn sao? Ta biết ta phải làm thế nào. Công tử, huynh đang nghĩ gì vậy? Ta đột nhiên lại gọi ta là công tử. Huynh đã cứu mạng muội. Thật ra muội định gọi huynh là ân công,
Thế nhưng huynh đã cứu mạng muội nhiều lần như vậy, gọi công tử hợp tình hợp lý. Nói chuyện chính trước đã. Một chút phản động của Huyền Minh thần trưởng phải làm sao đây? Vậy chúng ta hãy tới đỉnh Quang Minh đi. Đỉnh Quang Minh là nơi an toàn nhất. Phải thông báo cho Dương Tả Sứ về kế hoạch xấu xa của bọn họ. Cực Bắc đỉnh Quang Minh chỉ có Minh giáo mới chống lại được Lục Đại Tông Phái. Muội lạnh quá. Muội muội của huynh bị bệnh à? Muội muội của ta, chúng ta đang về nhà để chữa bệnh. Ta đưa cho muội cái này. Cảm ơn ca ca. Cô nương, ngọc bội của cô nương. Huynh nói cái này sao? Ngọc bội này khi ta còn nhỏ, có một ca ca đã tặng nó cho ta. Cẩn thận, chúng ta đang tới đỉnh Quang Minh. Các hạ định đi đâu? Chúng ta cũng đi tới chân núi của đỉnh Quang Minh. Thật đường rồi. Các hạ còn muốn ngồi chung xe ngựa không? Tốt quá, đa tạ cô nương. Muội, đừng nói chuyện, đi thôi. Công tử vẫn chưa biết tên của công tử là gì. Tại hạ là Tăng A Ngư. Mụi mụi của ta là Tăng A Bảo. Mụi mụi của huynh bị bệnh gì vậy? Ta cũng không biết. Mụi nói mình bị lạnh. Sư tỷ của cô nương bị bỏng hả? Chúng ta là đệ tử phái Nga Mi, giao thủ với người của Ma Môn Liệt Hỏa Kỳ. Sư tỷ của ta bị ám hại, không may bị bỏng. Đánh không lại thì nói là đánh không lại, nói lòng vòng làm gì không biết. Ôi, đau đầu quá. Thật thủ lỗi, bệnh của muội muội ta lại tái phát. Đúng rồi, có lẽ sư phụ của ta có thể xem bệnh cho muội muội của huynh. Đa tạ. Nhưng thầy lang nhà chúng ta giỏi lắm. Chỉ nhược, chúng ta sắp tới nơi hội ngộ của Lục Đại Tông Phái rồi. Tăng đại ca, có duyên sẽ gặp lại. A Ngưu ca ca, không mới đi hả? Cái gì? Hôm nay ở trong xe, ánh mắt của huynh cứ dán chặt vào Chỉ Nhược cô nương. Mà nói bậy bạ gì vậy? Bậy bạ cái gì, tự huynh hiểu rõ. Cô xe, đi thôi. Đi. Kỳ Thiên Kiếm trở về chỗ cũ. Hy vọng Võ Đăng và Nga Mì có thể bảo vệ giang hồ. Chu Diệt Yêu Tả, Trương Chân Nhân là cao nhân tiền bối, chúng ta là hậu bối phải cung kính nghe theo. Lần này Lục Đại Tông Phái liên minh tiến đánh Quang Minh Đỉnh, tiêu diệt ma giáo, quyết thắng không bại. Võ Đăng và Nga Mì hóa thù thành bạn là phước lành của chốn võ lâm. Chúng ta đồng tâm hợp lực tiêu diệt ma nhân. Tại hạ nghe nói trên đỉnh Quang Minh ngoại trừ Quang Minh Tả Sứ Dương Tiêu, vẫn còn Bạch Mỹ Ưng Vương, Âm Thiên Chính, Thanh Dực Phúc Vương vì Nhất Tiếu đều quay trở về, cộng với Ngũ Hành Kỳ. Chúng ta rất khó để đánh bại chúng.
Cũng chỉ có thế, chúng ta cũng đã giết hàng chục người của Liệt Hỏa Kỳ. Nhưng hôm nay đệ tử của các hạ cũng đã chết 7-8 mạng và một người bị bỏng nữa. Ý người là sao? Ta chỉ muốn thương lượng một phương án vẹn toàn, đừng để sau khi tiêu diệt được ma giáo, Lục đại phái cũng tổn thất to lớn, không có lời chút nào. Nói sằng bệnh. Các vị có cao kiến gì không? Chúng ta nên đánh từ phía sau. Chúng ta ám toán 2-3 cao thủ bên trong chúng thì sẽ chiến thắng dễ dàng. Đột kích thế nào? Cái đó, ngươi nói đi. Chưa vị, năm đó Trương Thúy Sơn có một đứa con trai tên là Trương Vô Kỵ, về sau mất tích. Hắn là cháu trai của Bạch Mi Ưng Vương. Nếu hắn có thể đột nhiên xuất hiện, Bạch Mi Ưng Vương chắc chắn sẽ không đề phòng. Đó thì sẽ đào đâu ra Trương Vô Kỵ đây? Ta phải giả dạng hắn à? Đúng thế, ai giả dạng Trương Vô Kỵ đây? Ta sẽ thấy con trai của Tống Đại Hiệp là ứng cử viên hợp nhất. Cha, đây là cách hay đấy. Thế sao danh môn chính phái tụ tập một chỗ? Chính là để bàn kế hại người. Dừng hút máu, thả lão phu nhân ra. Bà béo này chưa tắm rửa, ta không hút máu bà ta đâu. Kiếm. Phu nhân! Phu nhân! Cô nương này thơm hơn nhiều. Ta sẽ hút hết máu của cô. Công phu hay lắm. Tang đại ca, cô có bị thương không? Cô nói giả. Người giết cuộc là ai? Địch hay là bạn? Tiện danh không đáng để nhắc đến. Cáo tử, đứng lại. Ngươi không phải là người của Lục đại phái mà lại có võ công như vậy, không chừng ngươi cấu kết với ma giáo để giành lòng tin của chúng ta. Tại hạ không có ý đó, nói rõ hạng đi. Thưa vị, bệnh của muội muội ta không thể chờ được nữa, thất lễ. Người đâu rồi? Tiểu Chiêu, mời lạnh quá. Lớn này, đuổi theo. Ngồi vững. Tiểu tử này, hẳn phải liên quan đến Tạ Tốn. Mà cười cái gì? Không có gì, sư phụ. Còn cười hắn ta hèn nhát, bỏ chạy thôi. Lần này Lục đại phái tới công Quang Minh đỉnh, nhất định có triều đình đứng sau trợ giúp. Thật sao? Như Dương Vương đã phái Triệu Mẫn quận chúa phụ trách phòng chế võ lâm Trung Nguyên.
Ưng Vương, Dương Tả Sứ, Vị Nhất Tiếu báo danh. Bức Vương, ngươi quay lại là tốt. Chúng ta lại có thêm trợ giúp. Các người truyền lệnh, ai tới xưng là Trương Vô Kỵ muốn lên núi thì giết không thả. Tại sao? Ta vừa thám thính nơi tập trung của Lục Đại Phái. Chúng muốn tìm người giả dạng Trương Vô Kỵ. Hèn hạ. Cháu ngoại của ta mất tích nhiều năm không rõ. Chúng lại sử dụng cách hèn hạ như thế này. Lập tức truyền khẩu lệnh của ta. Bất kỳ ai tới xưng là Trương Vô Kỵ, giết không thả. Rõ. Có người xâm nhập. Tiểu Chiêu, lại là người Dương Tả Sứ. Mới chúng Huyền Minh Thần Trưởng, mong Tả Sứ cho tại hạ một nơi an toàn để giúp nàng giải hàn độc. Buồn cười, cháu ngoại của Ứng Vương là Trương Vô Kỵ, chúng Huyền Minh Thần Trưởng, ngay cả Trương Chân Nhân cũng không thể cứu hắn, chỉ dựa vào bản lĩnh của ngươi à? Tại hạ không có thời gian để giải thích. Mong Dương Tả Sứ giúp đỡ. Nếu ngươi không có ác ý thì buông tiểu chờ ra và rời đi ngay lập tức. Tại hạ không thể bỏ mặc muội ở nhà ít thôi. Thả ngươi ra. Ông ngoại, cháu là Vô Kỵ. Cháu thật sự là Vô Kỵ. Công tử, mau qua đây. Công tử, theo muội. Ta ở Quang Minh Đỉnh đã 30 năm, lại không biết ở đây có cơ quan bí mật. Tiểu Chiêu thật ra là ai? 7 năm trước là ta cứu về Tài Cô Nhi ở Tây Vực. Sau bức tường đằng sau nhất định là Quang Minh bí cảnh. Ngoại trừ giáo chủ, không ai được tự ý tiến vào. Kẻ tự ý tiến vào chỉ có chết. Chính là nói dù cho chúng ta có mở bức tường này cũng không thể đi vào. Không sai. Nơi này là đâu? Đây là Quang Minh bí cảnh, chỉ có Minh giáo giáo chủ mới có thể tiến vào. Sao mới lại biết? Mẫu thân của muội đã ở đây 10 năm, bà vô tình phát hiện ra được. Huynh yên tâm, bà không nói với bất kỳ ai khác, chỉ nói cho muội. Muội cũng chưa tới đây bao giờ. Có lối ra không? Muội không biết. Không sao, chúng ta sẽ tìm ra. Đi thôi. Báo cáo Dương Tả Sứ, Lục Đại Phái đã bắt đầu tấn công. Bên họ đông đảo cao thủ, huynh đệ chúng ta sẽ không cầm cự nổi nữa. Ưng Vương, cho ta như rắn mất đầu. Kể Minh xuống núi dẫn dắt ngũ hành kỳ chống lại Lục Đại Phái. Nếu như không chống đỡ nổi, hãy về tử thủ ở nơi này. Rõ. Hôm nay, cho dù thắng hay bại, đều là hạo kiếp võ lâm. Ánh lửa này có từ khi Minh giáo thành lập, thánh hỏa còn là Minh giáo còn, nó sẽ không tắt trong tay chúng ta. Chuyện này không phải là không thể thường lượng. Thành Côn, người xuất gia khi nào? Hơn 10 năm trước, ta đã bái Thiếu Lâm là môn hạ của Không Văn Đại Sư, pháp danh Viên Trần, dưới núi đá trời long đất lở, sao ngươi lên được Quang Minh Đỉnh?
Trên đời này ngoại trừ Dương Đình Thiên, ta là một trong số ít người có thể vào được quang minh bí cảnh, tự tiện xông vào thánh địa của bản giáo và tử tội. Bá khí quang minh đỉnh, ngoại trừ hai người Bạch Mỹ Ưng Vương xem như là nhất đẳng cao thủ, lục đại môn phái cao thủ như mây, bọn họ xa luân chiến có thể hao sức các người đến chết, chỉ bằng các người tự phế võ công dập tắt đốt lửa. Từ nay về sau đừng dính líu tới hai chữ quang minh. Có lẽ ta có thể chừa cho các người một con đường sống. Ta chọn đường chết cho người trước đã. Quỷ Minh thần trưởng không dễ chịu chút nào nhỉ? Không cần giết chúng. Hạt độc của Huyền Minh thần trưởng càng kéo dài càng khiến bọn chúng tiêu hao chân khí. Khi lục đại phái tiến công, tự nhiên bọn chúng sẽ bị lăng trì. Đi. Đây giống như một mê cung. Vừa sao vậy? Vừa đang ăn kẹo. Đi thôi. Hàn Đồng lại phát tác à? Đừng quan tâm tới muội. Đừng lãng phí nội lực của huynh. Bây giờ tìm lối ra quan trọng hơn. Không khí đang lưu thông ở đây, chắc hẳn phải có lối ra. Chờ ta ở đây. Công tử, bộ xương này là của ai? Có lẽ những thứ này có thể cho chúng ta biết ông ta là ai. Ta là Dương Đình Hiên, giáo chủ đời thứ 33 của Minh giáo, lập lời thề độc của Minh giáo, lật đổ triều đình, đi về phía tây tổng đàn, nên hồi thánh hỏa lệnh. Ta không tiền không tài, cứ nhầm phải ả đàn bà vô đức, lén lút ngoại tình với thành công. Các người đang làm gì? Ta biết thân mang trọng bệnh, không còn sống được lâu. Đem cán quân đại Nazi công pháp tầng thứ 7 khắc lên đá. Sau khi ta chết, tạ tốn làm phó giáo chủ. Cho đến khi có ai đó đem về thánh hỏa lệnh, người đó sẽ làm giáo chủ đời kế tiếp. Chỉ cần luyện cán quân đại Nazi đến tầng thứ 3, có thể nẹt đại thạch rời đi. Dương Đình Thiên tuyệt bút. Những lời này không rõ ràng. Là văn tự gì thế? Muội hiểu hết chúng. Bên trái viết là toàn khôn đại Nazi. Mình có thể luyện nó.
Tiểu Chiêu, đọc cho ta. Tầng thứ nhất là tầng thứ hai là tầng thứ ba là một người chậm hiểu sẽ tốn 20 năm, còn người thông hiểu nhanh thì chỉ tốn 10 năm, có thể ngồi khi bay. Dương Tiểu, Vi Nhất Tiếu, các người không cần giả chết. Hôm nay vận mệnh của Ma Giáo đã kết thúc. Nếu các người là hảo hán thì hãy chiến đấu với Bạch Mi, chết oanh liệt. Anh là Ma gian xảo. Bạch Mi Ưng Vương ta không thể xử lý các người sao? Nếu có bản lĩnh thì một đấu một. Tốt, để ta. Ta, ta cứ đấu trước đi. Ta cứ đấu đi. Ai đấu trước, phái con luôn sẽ đấu trước. Lên. Tiểu Chiêu, ta đã luyện đến tầng thứ 6. Ta cũng đã biết cách chỉ đất hương của muội. Công tử, đừng lo cho muội. Hãy mau luyện đến tầng 7 đi. Đừng lo cho muội. Đừng lo cho muội. Công tử, nhanh đi. Công tử. Tiểu Chiêu. Tiểu Chiêu, không sao rồi? Công tử, chuyện gì xảy ra thế? Cản quân đại na gì sẽ chuyển tất cả nội lực của quân địch sang hướng khác, thậm chí phản công lại kẻ thù độc trong người muội. Ta đã chuyển lên đầu lâu của Dương giáo chủ. Thần kỳ thật, công tử. Vậy nên đó là sự thật thì huynh sẽ luyện đến tầng thứ 7. Lúc đó huynh là bất khả chiến bại. Tầng thứ 6 đã là tốt lắm rồi, không cần luyện đến tầng thứ 7. Hãy ra khỏi đây nhanh thôi. Lục đại một phái có lẽ đã tấn công lên đỉnh Quang Minh. Ta phải ngăn chặn thảm kịch này. Còn ai nữa? Võ Đàng, Tống Viễn Kiều dẫn dắt bốn đệ tử đấu với Ưng Vương. Lên đi.
phục, bái phục. Trận đấu này không ai thua. Ông Vương, ông là anh hùng, chúng ta cũng không làm khó ông, tự sát đi. Lão Hòa Thượng, với cả đời hồ đồ, chúng ta không làm khó ngươi, ngươi cũng tự sát đi. Nếu đã như vậy, chúng ta cùng tiến lên tiêu diệt hết ma giáo, rồi dập tắt thánh hỏa được cho là bất tử. Được, ông ngươi lên trước, chúng ta ở phía sau. Ta phụ trách giết Dương Tiêu, ta giết Vinh Nhất Tiếu, rời lấy ngân lượng và cả đàn bà của chúng. Tiểu Chiêu, nhanh giúp ta chăm sóc cho họ. Hôm qua người may mắn thoát được, bây giờ vẫn dám xuất hiện. Thiếu hiệp, người có phải là người của Minh giáo không? Không. Nhưng ta biết hôm nay lục đại môn phái bao vây Quang Minh đỉnh là do triều đình phái gián điệp gây xích mích, để các môn phái võ lâm chém giết lẫn nhau, không thể tấn công triều đình nữa. Đừng để bị lừa. Người nói có gián điệp à? Ai là gián điệp? Ai là gián điệp? Nói đi. Gián điệp mà ta nói là viên chân của phái Thiếu Lâm, tên thật là Thành Côn. Mời hắn lên đây và giải thích tất cả. A Di Đà Phật. Viên chân đã mất tích trong lúc chiến đấu với kẻ ác, người còn ở đây để vu khống sao? Ta đã tận mắt chứng kiến hắn và Huyền Minh Nhị Lão cùng bọn chúa do triều đình phái đến, đã lên kế hoạch mọi mình độc quyền bởi nhằm TV2 và lục đại phái tàn sát lẫn nhau, và sau đó sẽ phá hủy mọi thứ. Công tử, ở trong người họ phát tác. Tiểu tử, chắc cùng ngươi có phải là người của Minh giáo không? Nếu đúng vậy thì ta sẽ giết người ngay lập tức. Hai tên đầu heo, ta còn không câm mồm. Cẩn thận, bà cô này biến hai người thành heo quay hết đấy. Tiểu muội muội, nhìn xem cô thật ốm yếu, không cần sợ. Sau khi giết đại ca của cô, ta sẽ đưa cô về Hoa Sơn chăm sóc cho cô trắng trẻo mập mạp giống hắn, có muốn không? Hắn đang làm gì thế? Người có cảm thấy hơi lạnh không? Rất mát. Hai vị tiền bối hãy thở đều, nhất định sẽ sớm khỏi thôi. Đa tạ. Chúng ta nghỉ một lát thôi, lạnh quá. Tại sao tên tiểu tử này lại đến đây? Mọi người đều vùng tay hết giả. Nếu không ai chứng trị để hắn thì để lão nạt ta. Không tính sư đệ. Sư huynh, hãy để ta làm gì đó cho phái Thiếu Lâm. Sư phụ, sao Thiếu Lâm lại có một vị sư hung ác đến vậy? Lòng trả thù của hắn là võ công mạnh nhất và không có đối thủ nào. Mặc dù lẫn công phu cũng rất dễ làm tổn thương người khác, bởi vậy hắn đã tự trói bản thân để tránh sát hại người khác. Tiểu tử, hãy nêu danh tính. Tại hạ Tăng A Ngưu, ta không có ý định tỉ thí cùng người. Tăng thí chủ, người muốn lục đại phái chúng ta nghe lời người, trừ phi người đại diện cho Minh giáo đánh bại chúng ta, còn không thì rất khó để nghe lời người. Tại hạ xin mạo phạm. Vị thiếu hiệp này, tại sao lại muốn giúp đỡ Minh giáo? Ta nghĩ chúng ta có lẽ đã hiểu lầm hắn.
Trang tử vẫn không đáng trả lại vậy. Yên tâm, hắn có lẽ muốn xem rõ hung tính có bao nhiêu trường. Người sắp đang đánh nhau hay đang chơi chốt tim? Được thôi, lấy đi. Hạng tiểu tử, ngươi đã học được lông trả thù của ta. Đa tạ đại nhân. Lão đại ta đã thua. Bái phục. Sư huynh, Hùng Tính không thể giúp đỡ Thiếu Lâm. Xin lỗi. Để xem ngươi có bản lĩnh luyện thành kiếm hợp của phái Nga Mi ta không. Mụ ta đã giết cha ta, nhưng hôm nay ta không thể làm tổn thương mụ ta, mà không thì sẽ không giải quyết được vấn đề này. Ta nên làm gì đây? Ngay cả khi ngươi không có vũ khí, ta cũng sẽ không để yên cho ngươi. Diệt tuyệt trưởng môn, xin chỉ giáo. Không cần biết ngươi dùng binh khí gì, cô có thể qua được thì thiên kiếm của sư phụ đâu. Nhiều lời. Cô sư phụ, bỏ ra. Sư tỷ, sư phụ, giết hắn đi. Chỉ nhớ không được, xin mạo phạm. Diệt tuyệt trưởng môn, đa tạ đại nhân. Chỉ nhược cô nương, xin gửi thanh bảo kiếm này trả lại cho sư phụ cô. Của phái Nga Mi, nếu không nghe lời sư phụ, mãi không được siêu thoát.
Sư phụ. Công tử. Công tử. Vị công tử này đã chiến đấu anh dũng vì Minh giáo và đã bị thương. Nếu các người vẫn còn muốn đánh, chúng ta sẽ luôn sẵn sàng tiếp đón. Mọi người, rút! Đi nào, đi nào! Đi nào! Chúng ta đi! Đi thôi! Sư phụ ta là Trương Tam Phong, đã bảo chế viên tiên đan này rất hiệu quả trị vết thương ngoài da, em mau chóng cầm máu. Làm sao biết nó có phải là thuốc độc không? Đệ tử phái Võ Đàng luôn hành động quang minh lỗi lạc. Ưng Vương. Công tử. Công tử. Nhị thúc sẽ không làm hại cháu. Con là vô kỵ. Đúng là vô kỵ. Nhị thúc, cháu lớn rồi. Nhị thúc không còn nhận ra cháu nữa. Đại sư huynh, vô kỵ vẫn chưa chết. Các vị sư thúc, sư bá, thái sư phụ vẫn khỏe chứ? Ông ấy vẫn rất khỏe, hàng ngày đều mong nhớ cháu. Nếu có cơ hội thì hãy quay về thăm ông một lần đi, nhất định rồi. Công tử, vô kỵ, vô kỵ, công tử, vô kỵ, vô kỵ. Chúng ta đi thôi. Bằng không họ sẽ nghĩ chúng ta về phàm Minh giáo. Làm ơn hãy chăm sóc cho nó, hãy chăm sóc cho vô kỵ, cầu xin các người. Minh giáo thiên thu vạn tuế. Minh giáo thiên thu vạn tuế. Vô kỵ, vô kỵ, cháu trai của ông. Vô kỵ bất hiếu, không thể đến kịp lúc. Khiến ông ngoại bị thương nặng. Không sao, không sao cả. Ông ngoại vẫn còn sống. Công tử, hình cuối cùng cũng đã tỉnh rồi. Hình đã ngủ 3 ngày 3 đêm rồi đấy. Uống tí nước trước đi. Hy vọng cho công tử giúp đỡ Minh giáo một lần nữa. Miễn là có thể thì ta chắc chắn sẽ giúp. Chư công tử đã giúp đỡ cả Minh giáo, là người có đức độ. Chúng ta sẵn sàng ôm chư công tử lên làm giáo chủ đời thứ 34 của Minh giáo. Mau đứng dậy, ông ngoại. Mau đứng dậy đi. Giáo chủ đã ra lệnh đứng dậy. Sẵn sàng nghe lệnh giáo chủ. Một tháng sau, giáo chủ hộ giáo, thiên thủ vạn thế. 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 Báo.
Dương Tả Sứ, có chuyện gì vậy? Theo tin tình báo, 60 dặm về phía Nam đã phát hiện Ất Lục Hiệp phái Võ Đàng bị thương nghiêm trọng, toàn thân tê liệt. Lục Thúc, rồi cũng đã xảy ra chuyện gì? Đại sư huynh, bọn họ đang bị bắt đi rồi. Trên đường đi, sư huynh của bọn họ đột nhiên cảm thấy toàn thân không còn sức lực, chắc hẳn đã trúng độc. Đột nhiên xuất hiện hai người tên là A Mao và A Cẩu. A Mao đã giữ toàn thân ta và phá hủy mọi thứ. Bình tĩnh lại đi, Lục Thúc. Cháu sẽ tìm được thầy thuốc, cháu sẽ tìm được y sư giỏi để chữa cho Thúc. Lục Thúc, chắc chắn là người của triều đình. Cô quận chúa xinh đẹp ấy chắc vẫn còn nhớ nhỉ? Bọn mình đã theo chân hắn đến nhà của Lý Liễu, cũng một gần đây thôi. Gia thất của Lý Liễu à? Tiểu Chiêu, chăm sóc Lục Thúc giúp ta nhé. Sư phụ của tiểu nữ biết rằng hôm nay huynh có thể tới, nhưng vì vướng bận một số việc riêng nên sẽ tiểu nữ ra đón huynh. Mời đi lối này. Mời vào. Xin hãy dùng chút đồ vật, tôi sẽ về sớm thôi. À biết chúng ta sẽ tới. Vậy sao con đi làm gì? Sát bảng Hoa Sơn. Đập nát Côn Lôn. Tiêu diệt Minh Giác Hội. Ta sẽ tiêu diệt người trước tiên. Đi bằng, đi thôi ông. Giáo chủ, dù cho loại bột ấy không màu không vị, nhưng một khi hít phải, ta sẽ chẳng thể vận được nội công, cả cơ thể sẽ bị mất hết sức lực. Xem ra nó rất độc. Ta cũng nghĩ như vậy. Công tử, ta nên làm gì đây? Vô kỵ, loại độc mà họ hít phải cũng y như loại thuốc độc của bà lão và những người khác. Không có cách nào nữa rồi. Cháu sẽ quay lại tìm quận chúa, ép ả đưa cho ta thuốc giải. Tiểu Chiêu, mọi người trông cậy vào muội đấy. Công tử, thì không thể vận công để chút bỏ hết chất độc này sao? Chấn thương bình thường thì được, còn chất độc thì không. Công tử, đừng lo lắng, mình sẽ lấy cả thân mình để bảo vệ họ. Ta sẽ quay về nhanh thôi. Trương công tử này, không ngờ có ngày ta lại được gặp huynh lần nữa. Cô thì thủ đoạn vô biên,
Ông sẽ chết dưới tay ta sao? Một người kiệt xuất như Chưa công tử đây sẽ không ra tay với nữ nhân chân yếu tay mềm đâu nhỉ? Cô mà chân yếu tay mềm sao? Cô thao túng tận hai thường dân, thao túng luôn cả A Mau A Cẩu. Đích thị cô là quận chúa, ta là con gái của dân dân Đức Hồng. Những Dương Vương là cha ta, họ của ta là Hạ, tên là Dân Châu. Vậy cô là quyền lực nhất ở đây. Chẳng phải thì cũng không phải kẻ tầm thường sao? Lúc đó Minh chẳng là gì cả. Giờ thì coi Minh uy quyền trước kìa, cầm đầu Minh Giác Hội chống lại triều đình. Đưa cho ta thuốc giải. Chẳng ta ngu ngốc lắm hay sao mà đưa thuốc giải cho người vừa bị trúng độc? Bà chuyện trước cái đã. Ta chẳng có mục đích gì khác. Vậy là Minh muốn cướp nó đi sao? Ta làm gì đánh lại Hình? Cầm lấy đi. Là bẫy. Cô lại lừa ta lần nữa. Đương nhiên là ta phải ngụy trang cho nó rồi. Vì không đánh lại Hình nên ta cứ thế mà đưa à? Được thôi, giải rồi mở bẫy ra. Chẳng phải nó đang nằm trong tay Hình sao? Cái bẫy này chỉ có thể mở từ bên ngoài. Đừng bắt ta phải mạnh tay. Được thôi, ta sẽ chịu ở trong đây. Còn anh ấy tớ nhỏ bé của Huynh thì chịu khổ ở ngoài kia, để xem ai phải đau đớn hơn. Cô nói gì chứ? Ta đã sai người tiếp cận tiểu cô nương của Huynh cùng đám người ngu ngốc kia rồi. Diệt tuyệt sư thái sẽ không bỏ qua cho chúng đâu. Cô thật là tàn độc. Đó là kẻ đã chống lại chúng ta. Sao lại đuổi theo tới tận đây rồi biến mất chứ? Xem ra họ đã bị thương hoặc trúng độc. Trời cao có mắt mà, cuối cùng cũng có thể giết người. Tiểu Chiêu, bà lão Diệt Tuyệt, bà không có đi dạo chút xíu không? Công tử của ta sẽ sớm trở về thôi. Cái tên tiểu nhân bị tiểu muội của ta giết chết đấy hả? Chết cái gì? Công tử của ta vẫn ổn và sống cũng khỏe nữa. Nếu cô không tin thì cứ chờ ở đây mà xem. Sư phụ, à nói dối, đừng tin lời à? Tôi chỉ cần rạch miệng ngươi. Rạch miệng ta thì sao? Cô không đáng để ta phải sợ. Ta muốn tỉ thí với lão bà Diệt Tuyệt đây, chứ ai mà thèm chơi với cô. Ba đường thôi, được chứ? Tiểu cô nương đó đang câu giờ cho chúng ta. Vậy mà lúc trước ta đã đánh giá thấp nó. Nếu người đã muốn chết, ta cũng sẵn lòng. Sư phụ, à chết rồi. Ta chết hồn nào. Cô muốn gì? Chị nói chuyện rồi sao? Nhanh đi. Lạ thay, ta vẫn chưa biết nói chuyện gì. Nhưng mà Huynh giờ này có khỏe không? Thuốc giải độc thì ta cũng vừa đưa cho Huynh. Nhưng thật ra ta còn muốn đưa thêm một thuốc giải khác để chữa vết thương do Ỷ Thiên kiếm gây ra. Huynh có gì để trao đổi với ta nào? Thank you.
Nếu ta tiếp tục thì cô sẽ chết đấy. Ta không sợ đâu. Làm vòng nữa nhé. Ta sẽ chết cho người xem. Thì vẫn không muốn bỏ rơi ta. Phải bỏ chạy. Hả, ta giảm mau lên. Được. Nếu Huỳnh hứa thực hiện 3 điều sau, ta sẽ thả Huỳnh ra cùng với thuốc giải. Ba điều gì? Ta vẫn chưa nghĩ ra. Tất nhiên nó sẽ không nguy hiểm đến tính mạng của Huỳnh. Hoặc ép Huỳnh làm chuyện tay trời. Được chứ? Được. Sư phụ, cô ta chết rồi. Đừng đi không kìa. Ta còn sống mà. Sư phụ. Sư phụ. Sư phụ. Công tử. Mười làm tốt lắm. Mười đã rất cố gắng. Ông ngoại, cháu có thuốc giải rồi. Giáo chủ, có khi nào là thuốc giả không? Cháu đã bắt cô ta uống thử rồi. Đây là thuốc thật. Sao mà lấy được vậy? Tuy nhiên, thường sẽ chiếm được tình cảm đàn bà mà. Bình tĩnh nào. Không được lại gần. Ta sẽ không để người làm hại sư phụ đâu. Ta muốn cho bà biết rằng, Hoàng đế đã sai một tên trên mình khát máu để hạ sát các thành viên của lục đại phái. Võ Đang đã bị tấn công. Lục thúc của ta thì bị thương rất nặng. Bốn thúc thúc khác thì đã bị rơi vào tay kẻ địch. Bạn nên cẩn thận. Tiểu sư muội, lần đó suýt chút nữa muội đã giết được hắn. Giờ hắn lại có âm mưu đấy. Ác hẳn hắn đang có ý đồ gì đó với muội. Trương giáo chủ, hành ý của Huỳnh chỉ nhờ ta xin nhận. Đi thôi, đi thôi. Sư phụ. Giáo chủ, thuốc giải này thật hiệu nghiệm, nội công của chúng ta đã phục hồi. Trường thuốc của kẻ đã làm lục thuốc bị thương là của Thiếu Lập Tự. Trước tiên hay từ Thiếu Lập Tự, rồi ta sẽ hỏi trụ trì Không Văn. Rõ. Mau đi tìm chỗ chú đi. Ta phải hồi phục lại nội công. Vâng. Chúng ta còn nhiều chỗ chú lắm. Ghé qua chỗ chúng ta một chút nhé. Có mùi máu. Là kẻ nào mà có thể làm như vậy? Tấn công Thiếu Lâm Tự. Tiêu diệt Thiếu Lâm, hậu diệt Võ Đang.
Thiên hạ phục tùng Minh Giáo Đại Đế. Hóa ra là muốn nhắm vào Minh Giáo. Chắc hẳn là do chưa định. Phải gặp Thái Sư Phụ. Sư Phụ đang ở đây. Trương Chân Nhân, ta đến từ Thiếu Lâm Tự. Thiếu Lâm Tự gặp chuyện nào? Mọi người bị giết hết cả rồi. Bí kíp đã bị lấy đi. Tham bán thoát chết. Xin Trương Chân Nhân giúp đỡ. Tai họa đến rồi. Không chỉ có bấy nhiêu đó thôi đâu. Tiểu Sa Di, sao lại muốn giết ta? Thái Sư Công, bà biết có cảm muốn giết Sư Công, nên đã về đây sớm. Nhưng mà tôi kịp lúc. Thật tội lỗi. Thái Sư Phụ, con thật vô dụng. Con không thể bảo vệ huynh đệ của mình. Thái Sư Phụ, mọi chuyện bắt đầu rồi. Triều đình phong ta thành tướng quân anh hùng. Vĩnh hòa phu quý, hưởng chi bất quý. Ông vẫn còn sống ở võ đàng, khiến cha ta không thể trở thành trưởng môn. Ta phải đợi tới bao giờ? Sai rồi. Thiên chi đạo xuyên hữu, trời có ai thì người ấy thua. Nhân chi đạo xuyên bất trung, chỉ phong hữu không phải dùng là được. Thành thư. Bán bối Trương Phục Kỳ, người đứng đầu Minh Giáo, xin hãy tôn trọng võ đang đi. Trương Chân Nhân, Trương Vô Kỵ, ta cũng có một đứa cháu của một đệ tử cũng tên Trương Vô Kỵ, nhưng nó chết từ lâu rồi. Trương Chân Nhân, để ta nói thẳng, triều đình rất ngưỡng mộ ông, tuyệt đỉnh công phu, nên muốn ông trở thành quan, thống nhất võ lâm thiên hạ. Bốn đồ đệ của ông cũng muốn ông tham gia. Ân Lục Hiệp đã ra tay với A Mao của ta, hắn ta hơi thô lỗ một chút, nên lỡ làm gãy xương huynh ấy. Thật lòng xin lỗi. Đệ tử của ta đã tới chỗ người, mọi chuyện chậm hết. Ngươi có thể đi được rồi. Nếu võ đang đã tấn công A Mao và A Cẩu, đó sẽ là không đi được rồi. Phụ vệ bất chân của thiên hạ, ta cũng chẳng có ích gì đâu. Thái Sư Phụ, hãy để đồ đệ giúp đánh đuổi bọn họ. Thái Sư Phụ, cháu là Vô Kỵ đây. Vô Kỵ, cháu chưa chết sao? Vô Kỵ, Vô Kỵ vẫn chưa chết. Hằng ngày đều đọc sách của Thái Sư Phụ, thấu hiểu mọi thứ. Tốt, tốt lắm. Thời xưa có con rồi. Trương Vô Kỵ, có biết xấu hổ hay sao? Dám nhận Trương Chân Nhân làm Thái Sư Phụ của mình.
Xấu hổ quá đấy. Cha ta Trương Thúy Sơn là đồ đệ thứ 5. Nếu không gọi là Thái Sư Công thì gọi là gì đây? Hôm nay võ đang sẽ tỉ thí với A Mao và A Cẩu của nhà cô. Trương Vô Kỵ, sao Huỳnh cứ thách thức ta mãi vậy? Mày có quên là Huỳnh đã hứa thực hiện ba điều của ta đấy, ta chắc chắn nhớ rõ. Hôm nay ta muốn Huỳnh thực hiện điều đầu tiên, không được sử dụng môn võ mà Huỳnh đã luyện tập. Được. Thái sư phụ, hãy phạm vài đường cho cháu nào. Dược quyết kỳ dụng bất tệ, đại doanh nhược sung, đại trực nhược khuất, đại biện nhược nộp. Đó là thằng lục xúc của ta. Võ công đoán giờ như vậy, đừng trách ai đây. Xin diện kiến Trương chân nhân. Đã đúng lúc lắm. Hôm nay là ngày trọng đại của võ đang. Bộ kỳ đã trở về. Thật sự rất giỏi. Vô kỵ có nền tảng là cửu dương thần công, chỉ cần học bất cứ động tác nào sẽ thực hiện đúng động tác đó. Nếu mùi đau khổ mà lục thúc ta đang trải qua đi. Ỷ Thiên Kiếm Diệt Tuyệt Sư Thái đang trên đường tới Đại Đô. Các hạ có phải là Ngọc Diện Kiếm Thần năm đó không?
Siêu nhân 一早唔记得, ta đã quên cái tên đó từ lâu rồi. Trường giáo chủ, chính chỉ cả, sẵn sàng nhận lệnh của ngài. Giáo chủ, ý thiên kiếm, kiếm đang trong tay hắn. Hắn chắc chắn sẽ mạnh hơn Diệt Tuyệt. Cậu hãy cẩn thận. Thái sư phụ, có thể chỉ còn vài đường kiếm không? Con gần như đã biết hết mọi thứ. Hãy quên thái cực quyền đi. Chỉ cần nhớ sử dụng quyền ý. Con hiểu rồi. Con không nhớ sao? Con quên hết rồi. Tiểu Chiêu, có. Công tử, Ý Thiên Kiếm không phải là bất khả chiến bại. Ta chỉ có một thanh gươm thôi. Hãy biến lưỡi gươm thành ngọn kiếm. Đồ Long Đao. Đa tạ. Giải cứu Lục Đại Thái thì tới đại đô để gặp ta. Nhất định sẽ đến. Chỉ hãy tin tưởng Trương Vô Kỵ sẽ dùng càn khôn đại na di để chỉ viện. Chứ con đường xinh đẹp, muội sẽ mãi là của huynh, hay là tiểu nha đầu của huynh đẹp? Ta có đẹp không?
nếu có quen là 3 điều Hưng đã hứa với Tà San. Độc quyền bởi TV2 chẳng đó là có thể thành thân với chương trình nhật hôm nay. Ta là Minh Giáo Chủ Trương Vô Kỵ. Bây giờ ta sẽ thay mặt mẫu thân trở thành thống lĩnh của đạo quân. Kể từ đêm nay, chương trình nhật sẽ tiếp quản Nga Mi. Đợi con gái của cha đã được thay đổi long đao.雪碧，新年刷屏更酷爽。我早无动于衷，所以为了